Không thuê thêm gì nữa, có bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Nhưng mà nếu không thuê thêm máy móc thì sẽ chậm tiến độ bàn giao anh ơi. Thì tăng giờ làm lên, trả thêm ngoài giờ còn hơn là thêm máy móc. Dạ. Ủa, cậu Đạt. Anh Hiệu. Sao tới không nhắn tin cho tôi ra đó? Dạ, không cần đâu, em tới chơi thôi mà. Với lại em phải tới để cho anh yên tâm mấy chuyện giấy tờ chứ. À, ngồi xuống. Ngồi xuống đây. Em, pha cho anh bình trà nóng. Dạ. Có cái gì đâu, cậu nói là tôi tin rồi. Công trình cũng đang hoạt động lại đó. Thấy chưa, em nói với anh rồi. Mấy chuyện này chuyện nhỏ thôi. Nói chứ mọi việc á đều trông cậy vô cậu, có gì cứ dặn cho tôi. Anh Hiệu, em nghĩ là sau dự án này mình nên nâng tầm công ty mình lên đi chứ. Chứ như vậy thì làm sao có thể đảm nhận được những cái công trình lớn hơn được, anh thấy sao? Tôi hiểu rồi. Cô chào bé Hiếu. Bé Hiếu chào cô Liên chưa nhở? Chào cô. Thôi bé Hiếu giỏi quá đi. Để xem con sư tử này nó đuổi con hươu như thế nào để nó đỡ bắt được nhá. Hóa ra là như vậy. Hoan hô bé Hiếu nha, bé Hiếu thông minh quá. Em không hiểu, anh làm cái gì cũng lén lén lút lút. Bây giờ anh kêu em phải hiểu cho anh là hiểu như thế nào. Em không hiểu. Đúng là đàn bà. Em cứ viết giấy nợ đi, anh ký. Anh nợ không phải là tiền của nhà này hay sao? Lúc trước em kêu anh viết giấy nợ là để anh có trách nhiệm với gia đình này. Đừng có mang tiền cho con này con kia. Cũng đừng có nghĩ tới má anh với lại các em của anh, mà quên chính con trai của anh. Sao em cứ thích nhai lại chuyện cũ vậy? Chuyện cũ nhưng mà nó là cái gai trong lòng của em đây nè. Vậy bây giờ em muốn làm sao? Em muốn anh trước khi làm cái gì cũng phải nói với em một tiếng. Tiền trong đó là tiền hàng, anh lấy thì em phải xoay sở làm sao? Hoặc là em phải muối mặt xin khất nợ người ta. Anh làm cái gì anh cũng không nói với em một tiếng. Sao anh cứ đẩy em vô mấy cái thế trở tay không kịp không vậy? Thì tại vì anh cũng cần gấp nên anh mới lấy của em thôi. Không lấy của em thì lấy của ai? Má anh với các em của anh đưa cho anh hả? Sao em cứ ghét gia đình anh vậy? Sự thật là như vậy. Lúc anh xa cơ ngã ngựa, người ta không có giúp anh đâu. Lại bắt đầu rồi. Cô
Cô là ai? Anh là ai? Em thuê giáo viên sao không báo cho anh biết? Anh có thời gian quan tâm tới con đâu mà nói làm gì? Thì em cũng phải nói cho anh một tiếng chứ. Tự nhiên về nhà luôn luôn một người trong nhà, coi sao được. Bình thường anh đi tối mịt tối mờ mới về, có khi anh còn không thèm về nữa. Ai biết anh dở chứng về ban ngày. Em quá đáng vừa thôi. Bộ em nói sai sao? Cái nhà này đâu có quan trọng gì với anh đâu. Giờ em muốn thế nào? Việc anh làm, việc em làm. Tiền anh xài, tiền em xài vậy thôi. Tiền. Anh sẽ trả cho em không thiếu một cách. Cái đó là anh nói đó nha. Em đúng là không nói chuyện được mà. Nhẹ chân nhẹ tay cho con nó ngủ. Còn một lượng kinh phí lớn lắm đó anh. Alo, Đạt hả? Anh Hiệu đây. Đạt nè, anh có chuyện thì cậu có thể giúp anh được không?